Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ chua xót và chua xót. Chua xót là sót xa đau đớn một cách thấm thía. Ví dụ, cảnh ngộ chua xót. Càng nghĩ càng thấy chua xót. Ca dao có câu trèo lên cây khế nửa ngày ai làm chua sót lòng này thế ư thứ hai chua sót chua sót không có nghĩa là biết sai chính tả như vậy nói hoặc viết là chua sót mới đúng các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ điểm xuyến hay điểm xuyết mến chào tạm biệt các bạn